Và sau đây là vị tướng mới mới ra mắt nha anh em. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách combo cơ bản với vị tướng mới ra mắt này. Ok, đầu tiên thì đánh thương nha anh em, để test khả năng sát thương của vị tướng. Ok. Đó. Rồi tiếp tục. Đầu tiên anh em sẽ đánh skill 1, rồi 1, 2. Sau đó đánh thường. Ôi, nỗ lại nha. Rồi 1, 2 đánh thường. Rồi lại bình thường là hồi xin ký 2 nha anh em. Đó, 1, 2. Anh em nhìn cái vạch nội tại này, cứ hiện màu đỏ là nó sẽ hồi skin 2 nha anh em. Ok chưa? Lại tiếp này, 1, 2, anh em để ý cái nội tại nha. Khi nội tại mà nó hiện cái màu đỏ là nó sẽ hồi lại cái chiêu 2 nha anh em. Đó. Rồi, tiếp tục đến combo thứ hai nha. Mình sẽ đánh chiêu 2 trước, sau đó combo chiêu 1. Rồi, lại này nè, 2, 1 đánh thường là hất tung nha anh em. Đó, 2, 1 đánh thường nó sẽ hất tung nha. Đó, anh em nhìn cái nội tại này, nội tại một khi nó hiện lên màu xanh này, trắng đến xanh nhá, xanh nha anh em, là nó sẽ hất tung. Còn như combo đầu tiên là nó hiện cái màu vạch đỏ đấy, là nó sẽ hồi lại chiêu chiêu thứ hai. Ok, tiếp theo mình sẽ đánh bật chiêu cuối lên nha anh em. Đó, chiêu cuối là cường hóa các chiêu còn lại. Đó, rồi anh em sẽ combo dưới dạng như hai bước đầu ấy mà mình hướng dẫn nhé. Đó, ok chưa? Rồi tiếp tục mình sẽ ra test thử con quái cho anh em xem này. 2, 1 hất tung. Đó, nào tiếp tục mình sẽ di chuyển ra con rồng này. 2, 1 là sẽ hất tung nhé anh em. Khi nó hiện màu xanh nó sẽ hất tung. Còn bắt đầu 2, 1 này hất tung, thấy chưa? Hất tung nó hiện cái quả chí mạng khá là cao anh ạ. Đó, 1, 2 này lại bình thường này, 2 này nó sẽ hồi cho 2 mà. Đó, thấy chưa? Rồi cố gắng ăn con rồng này nha. Rồi cường hóa luôn, cường hóa. Đó, rồi chiêu 2 thì có thể lướt được qua tường nhanh không? Rồi màu đỏ là lướt tiếp. Ok, màu xanh là hất tung này anh em, hất tung vẫn qua được anh em. 2, 1 hất tung này. Tiếp theo là con quái, 1, 2 nước tiếp này, nước tiếp. Đó, khi mà cái chiêu thứ hai mà nó nước đấy thì anh em có thể miễn sát thương nhá. Đó, rồi tiếp tục mình sẽ đi nghịch tí anh em ạ, nghịch cho nó quen tay. Rồi nếu thấy hay cho mình xin một like, một share, một đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.